Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đã dọn sạch hiện trường vụ sạt lở ở Sóc Sơn. Liên tiếp sạt lở đất đá ở Hòa Bình ảnh hưởng đến giao thông. Đã xác định nguyên nhân gây ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. 6 cán bộ, nguyên cán bộ của một xã ở Hưng Yên bị bắt. Trung Quốc cử đặc phái viên dự hội nghị hòa bình Ukraine. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 725 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, đảm bảo an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên tập trung chỉ đạo, triển khai lực lượng rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn dân cư, an toàn hồ đập trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập gây thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân công một đồng chí thứ trưởng chủ trì phối hợp với các bộ ngành khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng ngừa, khắc phục thiên tai tại khu vực Tây Nguyên để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn công trình và an toàn dân cư. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ ngành khác có liên quan tiếp tục theo dõi, chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Kịp thời đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Sau khi xuất hiện vết sụt lún, đến hôm nay ngày 5 tháng 8, vết nứt trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông tiếp tục mở rộng 1m và lún sâu khoảng trên 3m. Khu vực sụt lún nghiêm trọng này ở km 1900+350 đến km 1900+650. Đoạn qua phường Nghĩa Thành với chiều dài bị ảnh hưởng khoảng hơn 300m. Đáng lo ngại hơn, chiều dài vết nứt tiếp tục có dấu hiệu dài thêm. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn đường dài gần 500m từ vòng xoay hồ Đại La về hướng Đắk Sông. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã túc trực điều tiết giao thông các phương tiện đi hướng từ Bình Phước về Đắk Nông đi sang làn đường ngược chiều, còn phương tiện xe máy và ô tô đi theo hướng ngược lại thì di chuyển ở trong làn đường dành cho xe thô sơ. Hôm nay 5 tháng 8, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cho biết, công tác cứu hộ các ô tô bị mắc kẹt tại đường dân sinh qua thôn Phú Ninh đã hoàn tất, chưa ghi nhận thiệt hại tài sản và người. Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong tối 4 tháng 8, máy xúc và người hoạt động hết công suất để xử lý sự cố sạt lở này. Ngay trong đêm 4 tháng 8, ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch huyện Sóc Sơn đã ký công điện khẩn số 3 về ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão. Một trong những nội dung của công điện khẩn đã xác định sự cố sạt lở khiến hàng loạt ô tô mắc kẹt được xác định ở khu vực đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú. Mưa lớn xuất hiện trên địa bàn từ 7 giờ sáng và kéo dài đến 12 giờ trưa cùng ngày đã gây ra tình trạng lở đất, cuốn đất đá gây úng ngập cục bộ, làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Hiện các biển cảnh báo nguy hiểm cấm người qua lại đã được chính quyền địa phương đặt tại chân dốc nơi xảy ra sự cố. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình hôm nay ngày 5 tháng 9 cho biết, sáng cùng ngày, một số tảng đá lớn từ ta luy dương lăn xuống tuyến đường liên xã Hàng Khia, Bà Cò, huyện Mai Châu gây ách tắc giao thông. Nhận được thông tin, ngành chức năng huyện Mai Châu cùng người dân đã có mặt khẩn trương khắc phục sạt lở. Tại hiện trường, nền đường bê tông bị hư hỏng nặng cùng nhiều khối đất đá lớn chắn ngang. Trước đó, vào sáng ngày 4 tháng 8, tại km 128+750 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Tòng Đầu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ sạt lở khiến xe ô tô gặp nạn. Vụ việc may mắn không có thương vong về người. Để cảnh báo cho người tham gia giao thông đảm bảo an toàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình huy động 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện tuần tra trên các tuyến đường để kịp thời nắm bắt, phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở, đồng thời kịp thời làm công tác cứu nạn cứu hộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến. Những ngày qua, sự cố ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết, qua cuộc khảo sát vừa qua, nguyên nhân gây ngập cao tốc ban đầu được xác định là do dòng chảy sông Phan có sự thay đổi, cây cối mọc nhiều, thậm chí có cả những cây lâu năm mọc trong lòng sông.
Vì vậy, khi mưa lớn, nước ở thượng nguồn đổ về thoát không kịp và chảy ngược lại thượng lưu, làm tràn ra đường cao tốc. Giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long cũng thừa nhận, việc ngập cao tốc một phần lỗi thuộc về tư vấn thiết kế, bởi tuyến đi sát sông cần phải tính toán phương án nước dâng cao và tràn lên. Vì vậy, đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm khơi thông dòng chảy. Về giải pháp lâu dài, ông Minh cho biết cần tính toán căn cơ. Hiện đơn vị đã thuê chuyên gia làm các mô hình thủy văn rộng ra, từ đó chọn giải pháp phù hợp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2013 đến năm 2014 tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Công an khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 6 bị can sau: Đào Văn Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ; Đào Văn Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thủ Sĩ; Đào Văn Doan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ; Lương Công Đầu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ; Đào Xuân Hành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ; Bùi Văn Quân, nguyên cán bộ tài chính, kế toán Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ. Công an cho biết, điều tra ban đầu xác định từ năm 2013 đến năm 2014, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã tổ chức họp bàn thực hiện việc thu tiền trái quy định của 12 hộ dân tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ khi thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng với tổng số tiền là 234.800.000 đồng. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Tạ Việt Hùng, cán bộ công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh để điều tra tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, khoảng tháng 8/2021, anh DHG, tên viết tắt, sinh năm 1992, ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, có nhu cầu mua lại thửa đất tại tổ 4, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh của anh LXH, tên viết tắt, sinh năm 1994, ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, với giá 200 triệu đồng. Sau đó, anh G có nhờ nghi phạm Tạ Việt Hùng giúp làm các giấy tờ thủ tục chuyển nhượng thửa đất nói trên. Dù phát hiện có sự sai lệch về trường thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nghi phạm Hùng vẫn thực hiện các hành vi nhằm giả mạo chữ ký, chữ viết, hồ sơ để gian dối, từ đó hoàn tất các thủ tục mua bán đất trái với quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra việc một cụ ông tử vong trong lúc đốt rác. Thông tin ban đầu, chiều ngày 4 tháng 8, người dân địa phương phát hiện ông MXT, tên viết tắt, 83 tuổi, trú thôn Đông Tác, xã Bình Nam, bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể nên điện báo cơ quan chức năng. Sau đó, ông T nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã tử vong vào chiều cùng ngày. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Nam, cụ T gặp nạn khi đang gom rác, cây cối ở trong vườn đem đốt, nhiều khả năng cụ bị ngạt khói hoặc té ngã dẫn đến bị bỏng lửa, tử vong. Được biết, cụ T chỉ ở nhà một mình, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa ngăn chặn vụ việc một cụ ông chuyển 151 triệu đồng cho kẻ lừa đảo qua điện thoại. Trước đó, Công an phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận tin báo của bà HTC, tên viết tắt 76 tuổi, phường Thanh Bình về việc ông LHB, tên viết tắt 79 tuổi, chồng bà C, gần đây thường nhận được điện thoại người tên Lê Quang Huy. Huy tự xưng là công an thuộc Cục Chống Ma Túy, Bộ Công an, và nói qua điều tra xác định ông B dùng số điện thoại, thẻ căn cước công dân để buôn ma túy. Huy đề nghị ông B chuyển vào số tài khoản chỉ định, nếu không sẽ đến và bắt giam ông B. Tin là thật, ngày 12 tháng 7, ông LHB ra ngân hàng để chuyển tiền cho đối tượng. Qua nguồn tin do bà C báo, Công an phường Thanh Bình đã tới ngân hàng kịp thời ngăn chặn giao dịch. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang Nguyễn Duy Long, 25 tuổi, trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có hành vi vận chuyển ma túy. Được biết, vào lúc 15h30 ngày 1 tháng 8, tại bãi đổ xe siêu thị Copmark thuộc phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, lực lượng công an phát hiện Long đang xách một túi ni lông màu vàng chứa 6 hộp nhựa dạng thuốc tân dược. Kiểm tra các hộp thuốc nói trên, lực lượng công an phát hiện bên trong có 2.941 viên nén màu xám không rõ hình dạng. Tại cơ quan công an, Long khai nhận 2.941 viên nén này là ma túy tổng hợp. Số ma túy này được Long đưa từ huyện Bố Trạch vào thành phố Đồng Hới để chuẩn bị giao cho một người không quen biết, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Đinh Thị Huỳnh, 43 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, để điều tra về tội không chấp hành án. Theo hồ sơ vụ việc, bà Đinh Thị Huỳnh và ông Giờ Ca, tên viết tắt 76 tuổi, ngụ cùng địa phương xảy ra tranh chấp đất. Năm 2016, tòa án đã tuyên buộc bà Huỳnh phải hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất cho ông Ca, tương ứng số tiền hơn 540 triệu đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ không chấp hành bản án mà có thái độ chống đối, không hợp tác và tiếp tục quản lý, sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Cơ quan chức năng đã cưỡng chế và bán đấu giá thành công thửa đất trên cho một người khác, nhưng bà Huỳnh cùng người thân tiếp tục tái chiếm và dựng lại nhà trên phần đất của người trúng đấu giá cho đến nay. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vừa thông báo rằng ông Lý Huy, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Âu, châu Á, sẽ đến Ả Rập Xê Út để dự hội nghị tìm kiếm hòa bình cho Ukraine. Hội nghị tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ diễn ra tại thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8 và dự kiến có 30 nước tham gia, không có Nga. Bắc Kinh đang nỗ lực để thể hiện vai trò xây dựng nhằm hóa giải cuộc xung đột Nga-Ukraine. Vào tháng 5, ông Lý đã gặp hàng loạt quan chức cấp cao của các nước Ukraine, Nga, Ba Lan, Đức và Pháp để trình bày lập trường của Trung Quốc về cách thức chấm dứt xung đột cũng như tìm kiếm cách thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa cho biết Nga không muốn chờ đợi thêm những lời hứa hẹn từ Mỹ mà chờ việc thực hiện các điều khoản ban đầu liên quan đến Nga trong thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Ông Dmitry Peskov cũng lưu ý rằng lập trường này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ nhiều lần. Bình luận trên được ông Peskov đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington sẽ làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo xuất khẩu lương thực từ Nga nếu Moscow quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc. Trước đó, Nga thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc rằng nước này sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với lý do các nước phương Tây đã phớt lờ yêu cầu của Moscow nhằm đảm bảo xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga đã đăng trên tài khoản WeChat rằng nam công dân Trung Quốc định lấy xe từ Kazakhstan vào Nga cuối tháng trước nhưng bị từ chối nhập cảnh sau 4 giờ thẩm vấn. Nhóm người này cũng bị hủy thị thực. Đại sứ quán Trung Quốc cho biết đã gặp Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan biên giới Nga, chỉ ra rằng việc thực thi pháp luật quá mức của Nga đã gây tổn hại nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu Nga phải giải thích nguyên nhân sự việc, thực hiện biện pháp tích cực để loại bỏ ảnh hưởng xấu và đảm bảo sự việc tương tự không tái diễn. Theo Đại sứ quán Trung Quốc, quan chức Nga đã ra tuyên bố nói rằng đây là sự cố cá biệt. Nga hoan nghênh và không có chính sách phân biệt đối xử với công dân Trung Quốc. Họ cũng nêu lý do năm công dân bị cấm nhập cảnh là điểm đến trong đơn xin thị thực không khớp với điểm đến thực tế, vi phạm pháp luật và quy định của Nga. Tính đến 4 tháng 8, hơn 700 hướng đạo sinh tham gia sự kiện Hướng đạo sinh thế giới lần thứ 25 tại quận Buan, tỉnh Cheolla-Bodo, Tây Nam Hàn Quốc đã bị sốc nhiệt, phải nhập viện sau khi cắm trại giữa trời nắng nóng gay gắt, giữa cao điểm nắng nóng nhất 4 năm qua ở nước này, khi một số nơi nóng hơn 38 độ C. Sự kiện Hướng đạo sinh thế giới lần thứ 25 thu hút hơn 43.000 hướng đạo sinh trong độ tuổi từ 14 đến 18 từ 158 quốc gia, dự kiến kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ 1 tháng 8. Khi tham gia sự kiện, các hướng đạo sinh sẽ dựng trại trên một cánh đồng trống tại Buan. Một số đoàn hướng đạo sinh như Anh, Mỹ đã thông báo sẽ sớm rút khỏi Buan. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn quyết định tiếp tục chương trình. The Korea Times cho biết, giới chức Hàn Quốc vừa quyết định chi thêm 6,9 tỷ won, 5,3 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động còn lại của sự kiện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!